Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, theo thông tin thống kê, tính đến trưa ngày 31 tháng 10, tại Quảng Bình đã có 7 người thiệt mạng, 4 người bị thương vì mưa lũ. Hiện tại, mực nước đã rút, người dân đang tranh thủ dọn dẹp nhà cửa để ổn định cuộc sống. Theo thông tin, đến trưa ngày 31 tháng 10, mực nước lũ tại rốn lũ huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đã rút. Một số địa phương như Lộc An, An Thủy, Liên Thủy, thị trấn Kiến Giang, mực nước so với chiều tối ngày 30 tháng 10 đã giảm gần 1 mét. Hiện con đường dẫn vào trung tâm huyện Lệ Thủy, nước cơ bản đã rút, các phương tiện có thể đi lại. Ông Phạm Văn Linh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy cho biết, so với thời điểm lũ đạt đỉnh, hiện nay nước đã rút khoảng 90%, phần lớn nhà dân đã không còn ngập. Với phương châm, nước rút đến đâu khắc phục đến đó, trong tối ngày 30 tháng 10 và sáng ngày 31 tháng 10, ông Hoàng Viễn Trinh, chú thôn Thượng Giang, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy và các thành viên trong gia đình tất bật lau dọn nhà cửa, người đẩy bùn, người lau tường nhà. Ông Trinh cho biết, nước rút là phải đẩy bùn, lau tường nhà ngay, chứ để đến lúc bùn khô kết lại thì rửa rất khó. Nhà ông ngập gần 2 mét, đến nay chỉ còn ngập nghẹn ngoài sân. Hết ngày hôm nay, có lẽ nước sẽ rút hết. Tại rốn lũ huyện Lệ Thủy, tính đến sáng ngày 31 tháng 10, mưa lũ đã làm 5 người thiệt mạng, 4 người bị thương. Tổng số nhà ngập nước hơn 19.700 căn, diện tích hoa màu, rau màu bị thiệt hại hơn 600 hectare, số gia súc, gia cầm chết bị cuốn trôi gần 62.000 con. Mưa lũ cũng làm 52 ngôi trường, điểm trường bị ảnh hưởng, trong đó có 448 phòng học bị ngập, 24 điểm trường bị thiệt hại về cơ sở vật chất, hơn 16.000 mét kênh mương, đê bao bị sạt lở, hư hỏng. Ước tính thiệt hại do mưa lũ gây ra tại huyện Lệ Thủy gần 300 tỷ đồng. Bên cạnh huyện Lệ Thủy, mưa lũ những ngày qua cũng khiến hai người khác tại thành phố Đồng Hới và huyện Quảng Ninh tử vong. Các địa phương tại Quảng Bình đang huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt, sớm ổn định cuộc sống. Theo thông tin ngày 28 tháng 9, báo cáo tại hội nghị sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác phòng chống và khắc phục hậu quả bão Yagi, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan cho biết, cơn bão số 3 đã gây thiệt hại kinh tế cho Việt Nam 81.500 tỷ đồng, tăng thêm 20.000 tỷ đồng so với thống kê trước đó. Cụ thể theo thống kê, tỉnh Quảng Ninh tổn thất nhiều nhất với 24.800 tỷ đồng, Hải Phòng 12.200 tỷ, Hải Dương 7.400 tỷ, Lào Cai 6.600 tỷ, Yên Bái 5.730 tỷ, Bắc Giang 5.000 tỷ, Hưng Yên 3.600 tỷ đồng. Riêng thiệt hại nông nghiệp hơn 30.800 tỷ đồng, chiếm 38% tổng thiệt hại kinh tế. Như vậy, thiệt hại về kinh tế do bão Yagi đã tăng thêm 20.000 tỷ đồng so với thống kê trước đó. Trong bài viết ngày 21 tháng 9 về khắc phục hậu quả bão lũ, khôi phục sản xuất kinh doanh, Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn thống kê thiệt hại kinh tế do bão Yagi là 61.000 tỷ đồng, khiến GDP cả nước năm 2024 có thể giảm 0,15% so với kịch bản đề ra, từ 6,8 đến 7%. Ngày 7 tháng 9, bão Yagi với sức gió lúc đổ bộ Quảng Ninh, Hải Phòng cấp 12 đến cấp 14 và mưa lớn toàn miền Bắc sau bão khiến 344 người thiệt mạng và mất tích. Trong đó, số tử vong và mất tích do sạt lở đất, lũ quét 264 người, 281.900 nhà đã bị hư hỏng, tốc mái, 112.000 nhà ngập, 284.400 hecta lúa và 61.100 hecta hoa màu ngập úng, hư hại, hơn 5,6 triệu gia cầm chết, 14 sự cố đường dây 500 kV và nhiều sự cố khác khiến hơn 6 triệu khách hàng bị mất điện, trong đó có hơn 430 khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết, công tác chuẩn bị phương án ứng phó bão gặp hàng loạt khó khăn, trong đó các kịch bản, phương án với những tình huống thiên tai lớn, diện rộng, vùng sâu khi bị chia cắt còn hạn chế, chưa bài bản, chưa phù hợp thực tế. Cảnh báo nguy cơ thiệt hại do bão, mưa lũ chưa cụ thể, người dân chưa hình dung thiệt hại to lớn khi bão đổ bộ cũng như tác động sau khi bão vào. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tư tưởng chủ quan trong ứng phó. Ông Hoan cho biết thêm, tình trạng thực hiện chưa nghiêm khuyến cáo phòng chống bão dẫn đến thiệt hại đáng tiếc về người và tài sản như ở lại trên tàu thuyền, đi lại trên đường khi có bão. Có nơi chưa triệt để cắt tỉa cành cây, gia cố nhà cửa, biển quảng cáo dẫn đến tông mái, gãy đổ rất nhiều. Phương tiện, trang thiết bị ứng phó thiên tai cứu nạn còn thiếu và yếu, chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là khi xảy ra tình huống ở vùng sâu, thời tiết phức tạp như gió bão, mưa lũ lớn, sạt lở chia cắt. Khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng, nhất là nhà dân còn thấp trước sức tàn phá của bão lũ. Giao thông thường xuyên sạt lở, ngập sâu chia cắt. Nhiều địa phương xảy ra ngập lụt nghiêm trọng, kéo dài, diện rộng, kể cả đô thị miền núi.
Nguyên nhân là quá trình đô thị hóa, xây dựng công trình, lấn chiếm, làm giảm khả năng thoát lũ của các tuyến sông, suối, gây ngập úng kéo dài. Bộ trưởng Lê Minh Hoan đánh giá, đây là trận lũ lớn nhất kể từ năm 1971 trên toàn bộ đồng bằng sông Hồng, Thái Bình, là bài học cảnh tỉnh cho các địa phương trong khai thác, sử dụng bãi sông. Lũ lớn xảy ra trên hệ thống sông Hồng, Thái Bình, nhưng công tác tuần tra canh gác đê, hộ đê tại một số địa phương chưa nghiêm túc, còn chủ quan. Có nơi chưa có lực lượng quản lý đê điều chuyên trách. Tình trạng khai thác cát trái phép còn phức tạp, nhất là sông Lô, uy hiếp đến an toàn đê điều, đã gây ra trượt thân đê Hữu Lô, xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Một trong những bài học được ông Hoan nêu ra là công tác ứng phó được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt từ sớm, từ xa. Công nghệ thông tin, chuyển đổi số được ứng dụng trong chỉ đạo, điều hành, cảnh báo, dự báo. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các địa phương đã đánh giá thiệt hại do bão lũ gây ra và đề xuất Chính phủ hỗ trợ hơn 25.000 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Trên cơ sở này, Bộ đề xuất Thủ tướng hỗ trợ 10.000 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2024 cho các địa phương. Tập trung hỗ trợ dân sinh, sửa chữa, tu bổ, nâng cấp hệ thống đê điều, hồ chứa thủy lợi. Trước mắt, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị các đơn vị tập trung lực lượng tìm kiếm người mất tích tại sự cố sập cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ và mất tích do lũ, lũ quét, sạt lở đất, Lào Cai, Cao Bằng. Cơ quan tổ chức cứu trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho hộ dân nguy cơ thiếu đói. Hỗ trợ dân sửa chữa nhà ở, rà soát gia đình mất nhà để tái định cư đến chỗ an toàn. Người dân cần được hỗ trợ nguồn giống để nhanh khôi phục sản xuất. Các địa phương huy động nguồn lực sửa chữa đê điều, thủy lợi, giao thông, cơ sở y tế, trường học. Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thiệt hại do bão, mưa lũ cần được giãn hoãn, miễn, giảm thuế, phí, lệ phí. Các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm cần khẩn trương bồi thường tổn thất cho bên mua bảo hiểm. Về lâu dài, ông Hoan đề nghị thực hiện đồng bộ giải pháp hướng đến mục tiêu từ ứng phó đến hành động sớm, tăng cường khả năng chống chịu. Trong đó, cần rà soát, điều chỉnh quy chuẩn về xây dựng cơ sở hạ tầng an toàn trước thiên tai, sửa bất cập trong quy trình vận hành liên hồ chứa trên sông Hồng, không gian thoát lũ trên các lưu vực sông cần được bảo vệ. Người dân vùng có nguy cơ cao thiên tai, nhất là sạt lở đất, lũ quét, cần được di rời đến nơi an toàn và được tạo sinh kế bền vững cho họ tại nơi ở mới. Về cơ sở hạ tầng, ông Hoan đề nghị lắp các trạm cảnh báo lũ quét tự động tại nơi nguy cơ cao. Bản đồ rủi ro thiên tai chi tiết đến những nơi bị chia cắt, vùng ngập trong đô thị cần được xây dựng. Lấy mực nước cao nhất làm cơ sở quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch hệ thống đê điều, thủy lợi, ông Hoan đề xuất. Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy đánh giá, bão Yagi có những đặc điểm bất thường. Đây là cơn bão có cường độ tăng rất nhanh, từ bão tăng lên cấp siêu bão trong 48 giờ và duy trì cấp siêu bão thời gian dài. Khi Yagi đổ bộ phía đông đảo Hải Nam Trung Quốc vẫn còn giữ cường độ siêu bão. Mức độ giảm cấp trên đường đi của Yagi không theo quy luật thông thường. Thông thường, khi bão đi qua đảo Hải Nam và Vịnh Bắc Bộ sẽ suy yếu nhanh, nhưng Yagi cường độ không giảm nhanh. Khi áp sát bờ biển Quảng Ninh Hải Phòng vẫn giữ cấp 12-13. Thông thường, bão vào đất liền chỉ khoảng 6 đến 8 giờ hoặc tan nhanh, nhưng thời gian lưu bão Yagi trên đất liền kéo dài 12 giờ. Theo ông Duy, các cơ quan chưa dự báo được gió giật cấp 17 trên đất liền bởi chưa từng xảy ra trong lịch sử. Công nghệ hiện nay chưa dự báo được mưa cường suất lớn trên 200mm trong 6 giờ. Công nghệ cảnh báo lũ quét, sạt lở đất chi tiết đến từng thôn, bản hiện còn khó khăn về mặt khoa học, kể cả với nước tiên tiến. Tất cả những tin tức mới nhất của vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.